Chào tất cả các quý vị. Ở video này tôi làm báo giá hai bộ cửa cuốn tấm liền. Khi mà khai xuân có khách hàng hỏi thì bộ thứ nhất là có chiều rộng nó sáng là 3.500, tức là 3.500 đơn vị là mili thì thành 3,5 mét đấy. Thì chiều rộng phủ bì chúng ta cộng thêm 120 đấy, bởi vì hai bên tay của nó mỗi bên là 6 phân. Chiều cao lọt sáng là 2650 thì cao phủ bì cộng thêm 500 nữa. Đấy, thì 2650 cộng thêm 500 quả lô ở trên là 3150. Tương tự chiều rộng là 3000, chiều rộng mai lọt sáng đọc là 3600. Thì chúng ta cộng thêm 120 nữa. Cộng 120 nữa thì thành 3720. Bộ này chiều cao lọt sáng cũng 2650 thì cao phủ bì thành 3150. Ta lấy chiều rộng nhân với chiều cao tức là 3,62 nhân 3,15 thì ra diện tích bộ thứ nhất là 11,4 mét vuông, và 3,72 nhân với 3,15 thì ra diện tích bộ thứ hai là 11,72 mét vuông. Đơn giá lắp đặt tại hoàn thiện tại Hà Nội hiện nay là 550.000 đồng một mét vuông. Đấy, 550. Bộ thứ hai cũng 550 thì chúng ta lấy diện tích là 11,4 nhân với cả 550 thì bộ đơn giá lắp đặt hoàn thiện bộ thứ nhất là 6.271.650 đồng. Chúng ta lấy diện tích 11,72 nhân với đơn giá là 550.000. Bộ thứ hai thì ra 6.444.900, thì tổng hai bộ cửa này là 12.716.550 đồng. Đấy. Đấy, 12 triệu 716.550 đồng. Nếu các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Trong trường hợp các vị muốn xem các cái sản phẩm bên chúng tôi cung cấp ấy, thì các vị có thể click vào đường link website là villatagroup.vn. Cái đường link website tôi có để bên dưới phần mô tả của cái video này. Đấy, thì khi vào website thì các vị có thể xem các hình ảnh cửa cuốn tấm liền, nó có các cái màu như là màu vàng kem này. Đấy, chưa các vị xem được click vào đấy. Có màu xanh này, đấy, rồi là màu vàng kem này, màu xanh, màu vàng kem, rồi màu ghi, những cái màu thông dụng hiện nay đang lắp ra rất là nhiều là như vậy. Để kích lại xem. Đấy, màu ghi đây, vàng kem này, màu xanh này, màu ghi này. Đấy, đây là bộ cửa cuốn được lắp tại Hoàn Cầu. Đấy, các vị muốn lắp thêm motor thì là tính thêm motor, và không thì kéo tay đều được. Nội dung video tôi chia sẻ đến đây là kết thúc. Các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bên dưới. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.